Vâng, em Sơn Lâm, nhà đất Gia Lai, mến chào quý anh chị và quý bà con và các nhà đầu tư ạ. Hôm nay em giới thiệu đến quý anh chị và quý bà con một lô đất rẫy có tổng diện tích là 2,6 hectare quý anh chị nhé. Và đây là mặt tiền đường nhựa di chuyển ra quốc lộ 14, cũng là đi hướng về thành phố Pleiku Gia Lai. Từ vị trí này đi thành phố Pleiku Gia Lai chỉ khoảng 40 km quý anh chị nhé. Đó. Và đây là mặt tiền đường nhựa rất là đẹp và rộng nhé. Và hướng ngược lại đây là vào hướng trong, thì lô đất em đang muốn giới thiệu đến quý anh chị là đây quý anh chị nhé. Đây là lô góc hai mặt tiền đường. Từ cái vị trí này chạy dài sang đây là 60 m quý anh chị nhé. Và đất chúng ta thì có cả mặt tiền bên dưới này luôn quý anh chị nhé. Đó, bên phải màn hình quý anh chị đang xem là cũng là đất chúng ta là bắt đầu từ đây. Chạy dài theo tay em chỉ đây là 60 m quý anh chị nhé. Đấy. Rất là đẹp. Đất chúng ta ở trong khu dân cư và chúng ta có thể lên thổ cư được quý anh chị nhé. Và đất chúng ta bên phải màn hình quý anh chị đang xem ở dưới này toàn bộ là cà phê tơ nhé. Cà phê tơ và có xen một số hồ tiêu. Đấy, quý anh chị đang xem trên màn hình nhé. Và trên đây thì đất chúng ta được trồng cây trồng tổng hợp nhé. Trên đất thì đã có mắc-ca. Mắc-ca thì đang thu hoạch rồi. Và cà phê thì cũng là cà phê tơ đang thu kinh doanh nhé. Và có trồng thêm những cây nhãn này. Lát em sẽ vào bên trong em quay quý chị chúng ta xem thật chi tiết. Bây giờ em sẽ đi vào lô đất bên dưới đây cho quý chị xem trước. Đó. Đất chúng ta thì có địa chỉ tại xã Gia Vê, huyện Chư Pờ Đông, tỉnh Gia Lai. Đây ạ, toàn bộ cà phê tơ nhé. Đó, cà phê tơ rất là đẹp luôn. Đất chúng ta tổng diện tích là 2,6 hectare. Đó, cà phê thì đang là cà phê tơ. Tương đối đều và đẹp quý anh chị ạ. Đấy, cà phê gia chủ đã bắt đầu cho tưới cho ra bông rồi. Đây cơ. Quý anh chị quan tâm thì theo dõi cụ thể cái video em quay ngày hôm nay, em sẽ quay chi tiết các cây trồng cũng như là mặt bằng khu vực nhé. Ở đây là toàn là đất đỏ ba gian hết quý anh chị nhé. Đó. Chất đất đỏ ba gian rất là tơi xốp và màu mỡ nhé. Cà phê thì khu vực này toàn bộ là cà phê tơ hết. Và trên đất thì có xen một số hồ tiêu thì như quý anh chị đang xem trên màn hình. Đó, em sẽ đi xuống em quay cho quý anh chị chúng ta xem cái hồ nước của chúng ta nhé. Ở đây nước tưới thì thoải mái quý anh chị nhé. Nước thì thoải mái, không sợ hết nước ạ. Đây, cái hồ nước của chúng ta đây ạ. Đó. Nước thì nước tưới của chúng ta là thoải mái luôn. Và đây, em sẽ đi vào bên trong quay luôn cho quý anh chị xem cây cà phê nó đều đẹp như thế nào nhé. Đó, quý anh chị có thể thấy ạ, cà rất là đều và đẹp luôn. Cà sau thu hoạch như thế này là cà là có chăm sóc đẹp rồi mới được như thế này quý anh chị nhé. Đó. Cà sau thu hoạch là được đẹp như thế này, là cà có chăm sóc mới được như vậy đó quý anh chị ạ. Và bây giờ em sẽ đi lên lô đất bên trên đường để em quay cho quý anh chị chúng ta xem nhé. Đây là lô đất bên dưới đường ạ. Và lô đất bên trên đường của chúng ta thì có các cây trồng tổng hợp như mắc-ca, nhãn và cà phê, sầu riêng nhé. Một lô đất rất là giá trị ở trong khu dân cư, đất chúng ta có thể lên thổ cư được ạ. Vâng, và bây giờ em sẽ đi
lên lô bên trên đường để quay cho quý anh chị chúng ta xem. Đây là lô góc hai mặt tiền đường nhé. Đây là lô góc, đường này là đường lô 2. Đó, trên đất thì trồng nhãn rồi, nhãn này là chuẩn bị vào thu rồi, sang năm là vào thu rồi nhé. Đó, cà phê, đây là cà phê, toàn bộ là cà phê tơ hết. Đây, nhãn này đã có bông rồi quý anh chị. Đây, đây cho ra bông rồi nhé. Đó, rất là đẹp. Ở đây gia chủ mới tưới xong đó. Khu vực này thì gia chủ đã trồng nhãn đông đặc hết rồi đó. Nhãn là trồng đông đặc rồi nhé. Nhãn này, cà phê và có cả sầu riêng mắc ca nhé. Đây là trồng tổng hợp hết. Đấy, đây sầu riêng đây quý anh chị. Đó, cà phê thì rất là đều và đẹp luôn. Cà phê khá là đều và đẹp nhé. Đây, khu vực này là khu vực trồng mắc ca đây. Mắc ca đây quý anh chị nhá. Mắc ca đây là sang năm là bắt đầu cho thu hoạch rồi đấy.